nay thì thời tiết cũng khá nắng. Đây ánh nắng chói này. Buổi tầm này là buổi trưa. 2 giờ trưa. Kéo nhìn có vẻ như kiểu là đến ngoài Tết rồi. Bây giờ là 1:47. Sắp hết mùa đông đến nơi rồi. Thì đây là cái thùng nuôi để giữ nhiệt vào mùa đông. Mình sẽ treo bóng đèn rất là đơn giản. Để giới thiệu với bà con cách mình treo bóng đèn vào thùng gỗ hoặc vào thùng bìa. Mình sẽ treo vào cái nắp. Mình bà con có thể bắn một cái lỗ ở giữa của cái tấm gỗ này cũng được. Sau đó bà con luồn cái dây điện vào đây và mình sẽ cố định bên trên. Phía bên trên thì mình sẽ cố định bằng một cái que hoặc cái đũa. Sau đó thì mình luồn cái dây điện từ bên trên. Đấy là một cách khác, tôi đang hướng dẫn cách khác. Luồn cái dây điện này cắm xuống qua cái lỗ đó và buộc dây thép vào cái đũa đặt ngang á. Cái que ở đây ví dụ như này. Đây là tôi đang hướng dẫn một cái cách khác. Đây mình đặt cái này, sau đó mình buộc cái dây thép vào cái đoạn dây điện đó và cố định vào cái que phía trên, luồn qua cái lỗ nhỏ này. Sau đó phía dưới này bắt đầu mình mới buộc. Mình đấy nghĩa là mình buộc chặt bên trên rồi. Sau đó mình sẽ lấy cái đuôi và bóng đèn mình bắt vào cái dây này. Đó thì đấy là một cách. Còn cái cách nữa thì có thể bắt luôn cái vít vào đây. Bắt vít phía dưới này và cho dây lồng lên trên cái miệng thùng như này và buộc dây thép chắc chắn vào đây. Khi mình buộc chắc chắn vào đây như này, mình phải dùng bằng cái dây thép này hoặc bà con buộc cách nào đấy cho nó không bị tuột cái bóng nó rơi xuống phía dưới cành lá hoặc là cái bìa đấy, nhỡ cái việc mà nó nóng nó rơi xuống dưới thùng này nó gây cháy, gây vỡ bóng. Khi mình mở lên mở xuống thì để một cái đoạn như này, để cái đoạn dài hơn để làm sao mình xuống dưới cái bề mặt phía dưới này nó cách ra một đoạn thì nó tỏa nhiệt đều hơn. Và cái hai là khi mình mở cái nắp ra nó không bị động. Nó có một cái đoạn này. Đó, đây là cái đoạn dây này chính là cái đoạn mà để cho cái bóng nó không bị lắc này, không bị rung chấn nhiều quá do lúc mình mở nắp lên. Còn nếu mà mình buộc sát từ đây, sát vào đây quá thì cái bóng nó sẽ lắc rất là mạnh mà trong quá trình thắp sáng rồi nó nóng thì nó sẽ dễ dẫn đến cái việc là cháy bóng. Do cái việc mà nó va đập thì nó sẽ rất dễ cháy bóng. Rất là đơn giản để bà con mình thắp bóng tăng nhiệt lên vào mùa đông. Thì chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cho bà con cái cách mà nó hiệu quả đơn giản, ít tốn tiền điện. Tiền điện và chi phí sẽ tính hết tất cả vào giá thành rồi. Mua cho khách hàng giá cao cố định để bà con mình ổn định. Không phải suy nghĩ cái việc mà bán trung cấp giấy đi đâu mà trung cấp luôn về cho trang trại Yên Xuân để chúng tôi hỗ trợ cho bà con thu mua đầu ra. Bà con mình yên tâm. Đây là các em khách hàng ở Hòa Bình. Đi từ Hòa Bình về với trang trại Ninh Xuân. Hàng ngày thì trang trại đón cũng rất nhiều các vị khách, kể cả mùa đông, mùa hè, ngày nào chúng tôi cũng tiếp rất nhiều các vị khách từ mua thương phẩm, rồi mua giống. Nếu mà để tải video lên hết tất cả thì thực sự là không đủ thời gian để mà tải video lên cho cái khách hàng xem được. Chỉ có để quay cho mỗi một kênh sẽ tối thiểu một ngày là sẽ được một video. Kênh trang trại Thanh Xuân kênh 1 thì chưa đủ bật chức năng kiếm tiền, và trang trại Thanh Xuân kênh 2 thì đã được bật chức năng kiếm tiền, cho nên là trang trại sẽ dồn vào cái kênh 2 và sẽ tải video ưu tiên cho cái kênh đó hơn một chút. Thì bà con mình cứ theo dõi cả hai kênh, lượng đăng ký của hai kênh này cũng khá lớn. Chúng tôi là chuyên làm về cung cấp giống
chăn nuôi, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân và thu mua bao tiêu sản phẩm đầu ra lâu dài, bền vững, giá cả không thay đổi và thu mua giá cao ổn định cho bà con quanh năm ngày tháng và có hợp đồng kỹ thuật nuôi đàng hoàng cho khách hàng. Cho nên kênh của chúng tôi không phải là cái kênh mà đạt cái lượng view rất là lớn như những cái kênh mà chuyên làm giới thiệu quảng bá hoặc là quảng cáo hoặc là cày view hay gì đó, mà chúng tôi chỉ đưa lên YouTube để bà con mình nắm được và bà con mình ai biết thì sẽ theo dõi cái kênh, nên là cái lượt xem cái chuột nó cũng không phải là lớn. Những khách hàng của chúng tôi thì rất đông, đấy là một cái kênh chất lượng. Chúng tôi thiên về làm về uy tín chất lượng, chúng tôi không nếu mà mình mà mua view hay mua cái gì lượt xem cái gì đấy nhiều lắm thì chúng tôi không có chuyên tâm, và bà con mình thấy chất lượng thì khách hàng của chúng tôi rất là nhiều, không thiếu khách hàng. Khách hàng còn phải gọi điện đặt hàng rồi xếp hàng để mua, chúng tôi làm nó chất lượng và uy tín thì bao giờ quý khách hàng ở khắp mọi nơi người ta sẽ tìm đến những nơi uy tín như mình. Mình không bao giờ lo thiếu khách, đấy là những cái mà từ rất nhiều năm nay chúng tôi đã kiên trì và chúng tôi đã làm được, nói là làm. Và cái việc mà ghi ở trên website là cái sự uy tín lấy làm hàng đầu thì sẽ mang lại cái hiệu quả rất là tốt cho bất kể các bác nào. Nếu mà các bác mà thành lập được một cái trại lớn như này mà làm được như trang trại Xuân thì chúng tôi cũng rất là vui mừng, vì cũng khá nhiều các bác khách hàng, các anh chị em trên toàn quốc cũng xuất phát từ cái việc mua giống từ những trang trại đầu tiên. Vài trang trại đầu tiên gọi là trang trại nhưng hồi đấy thì cũng chưa phải là bao tiêu được. Trang trại là gì? Là trang, là trang thiết bị, trại tất cả các cái trang thiết bị dựng lên, thành lập, xây dựng lên, tạo thành một cái trại nuôi và có một cái quy mô nhất định thì sẽ gọi là trang trại. Và hiện nay thì nếu mà tôi nghĩ làm được một cái trang trại thì nó phải bao gồm như thế này ạ. Mình sẽ làm một cái nơi sản xuất ra được con giống, có thể cung cấp cho các vệ tinh, các trại vệ tinh, và mình quan trọng nhất là cái bao tiêu được đầu ra và bán được cái sản phẩm ra thị trường bền vững, thì đấy mới gọi là một cái trang trại gọi là có quy mô uy tín tầm cỡ. Còn nếu mà chỉ để riêng không thì người ta sẽ gọi là trại nuôi, cái trại nuôi mà chuyên cấp giống hoặc là bao tiêu hay là như nào đấy thì thực sự ra là cái tên gọi nó cũng không có quan trọng lắm. Thì ngày xưa thì tôi nghĩ là cái hồi mà lên được VTV2 người ta xin đến để quay và cũng phát sóng thì tại Hà Nội và Nam Định, người ta cũng nói là Hà Nội thì thực sự ra là cũng nó hơi nhỏ, chật hẹp, nhưng mà tại sao người ta vẫn gọi là trang trại được. Đấy, thì tôi nghĩ là cái vấn đề không cứ phải là to rộng lớn với thành lập mới gọi là cái trang trại được, mà cái bây giờ là cái vấn đề quan trọng nhất là cái đầu ra nó bền vững và mình đáp ứng được ra ngoài thị trường và thu mua bao tiêu cho bà con. Đấy là cái cốt lõi trong việc chăn nuôi này. Đấy, thì mong rằng những cái video gửi đến bà con về cái thực tế để cho bà con mình nắm được cái kỹ thuật nuôi dế vào mùa đông này nó khá hữu ích cho mọi người. Để chúng tôi cũng quay trực tiếp như này đấy bà con nhìn để mình áp dụng vào chăn nuôi. Chào em nhé. Thanh niên đẹp trai được chăn nuôi hết nhở? Ngày xưa thì cứ nghĩ là toàn các ông nào ơi, ở cái Quỳnh run hết cả tay. Đẹp trai quá. Các
các bác nông dân thôi vì bắt tay vào để chăn nuôi. Bây giờ thanh niên trai tráng toàn như kiểu là tập gì nhỉ, tập gym hết ý, vẫn thích chăn nuôi. Tại vì là cái việc nuôi này nó cũng nhàn hạ thôi, không có gì cả, miễn là mình kiếm được cái về kinh tế cho gia đình mà làm những cái việc nó gì nhỉ, gọi là gì nhỉ, không có phạm pháp thì làm thì thôi, mang kinh tế cho gia đình là được rồi. Tháng kiếm khoảng trên dưới 10 triệu nha. Đa số thì khách hàng của trang trại Thanh Xuân thì thường là những cái gói đầu tư mà để bà con kiếm được trên dưới 10 triệu ấy là cũng bác các bác ấy là khá nhiều các bác ấy là đầu tư các cái gói đấy. Mua một lần thôi thì chúng tôi thu mua cho khách hàng ổn định lâu năm. Không phải đi mua thêm giống nữa. Đấy là cái điều mà chúng tôi đã hỗ trợ được cho rất nhiều bà con rồi từ lâu năm. Sản phẩm của bà con đấy, chính tay bà con chăn nuôi đây, và đã được cho vào tủ đá xuất đi cho các nhà hàng, đến các bàn ăn, nên bà con mình phải nuôi hết sức là sạch sẽ, an toàn sản phẩm. Con dế này nó cũng không chịu được bẩn, nó mà bẩn thì nó sẽ chết, và bà con mình nuôi cho ăn rau thuốc sâu thì nó cũng chết đó. Nên là những cái mà chúng tôi đã khuyến cáo thì mong rằng bà con mình phải làm cho nó đúng. Bà con tham khảo về website trang trại thanh xuân.com, gắn ở dưới chân mỗi video ở cái phím mũi tên đi xuống ở góc phải của video này sẽ dẫn tới website, và kích chuột vào đấy sẽ dẫn tới một cái trang web gọi là khủng ạ, có hàng loạt những cái thông tin mà không nghĩ được là về cái ngành dế này mà nó lại tưng bừng đến thế trên website. Bà con cứ vào xem. Tưng bừng luôn ạ. Không nghĩ lại lên trang web phải nuôi dế nhỉ?